Trên mặt nước tao như con sóng, chân của tao quá dẻo khi này tim của tao đang phóng. Của Đào Lê Phương Hoa có gì? Câu trước là hello chị. Sao chắc không thấy mình trả lời nhưng câu sau chửi luôn. Tính đóng như kem. Tao sẽ bật mi vô tù. Ha ha. Chưa con. Ở dưới em mấy từ bậy bậy nữa. Cái này đầu phải bịt mắt vào mọi người ạ. Gửi cả bài tập toán lớp 4 luôn. Em xin lỗi chị bởi vì bây giờ chị có thể tạm dừng và không làm TikTok nữa được không? Ô, nhưng mà để nói chuyện là lễ phép nhỉ. Nội dung nghe có vẻ anti nhưng mà lại khá lễ phép. Bạn này bạn nhắn nhiều với dài lắm luôn. Ok, chị sẽ phê đi. Bye bye. Hey, 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 oh! Wait a minute. Muốn đưa trên chỗ bản thể nhưng lại không muốn giải áp nước ngoài. Hãy lên đường chúng nha. Và mong rằng TikTok Việt Nam sẽ sớm có hiệu ứng nha.
quá xa em ơi. Rượu gần mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiểu nhà ngư hô, anh khóc đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay đâu cung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Đằng sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng. Vui là vui, vui là vui, vui là vui. Vì hết đất, vì ngây ngất, I love.